Những trận mưa như rút nước xuống Hà Nội và Thành Hồ mấy ngày gần đây đã góp phần rửa sạch lớp son phấn mang tên kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mà chế độ Cộng sản Việt Nam thường rêu rao mị dân qua những phương tiện truyền thông của Đảng. Suốt 10 năm qua, thành phố mang tên Hồ đã đầu tư 68.000 tỷ đồng tiền chống ngập, cùng với sự chịu đựng của người dân là lô cốt, kẹt xe, khói bụi mấy năm trời, nay đã trôi theo dòng nước cống. Bình quân mỗi năm chỉ riêng chi phí dọn rác, nạo vét cống, vận hành trạm bơm đã tốn hơn 120 tỷ đồng. Các điểm ngập cục bộ đã không còn. Thay vào đó, chỉ còn một điểm ngập duy nhất, đó là ngập toàn thành phố. Cho đến nay, người dân vẫn đang vừa lội nước vừa phải gánh nợ khoảng 4.250 tỷ đồng mỗi năm để chi trả nợ gốc và lãi vay cho các dự án trên. Trong khi đó, chẳng biết năng lực của giám đốc công ty thoát nước đô thị Thành Hồ đến đâu, nhưng chỉ trong năm 2013, ông Nguyễn Quốc Thái, bí thư đảng ủy kiêm giám đốc công ty thoát nước đô thị Thành Hồ, đã có mức lương cao ngất ngưỡng 2,6 tỷ đồng một năm, tức là hơn 200 triệu đồng mỗi tháng. Phó giám đốc bà Lê Thị Anh Hồng, 969 triệu đồng một năm. Chủ tịch hội đồng thành viên bà Phạm Quang Minh Thủy, lương 1,6 tỷ đồng một năm. Kế toán trưởng Nguyễn Thị Điệp, lương 1,67 tỷ đồng một năm. Trong khi đó, lương bình quân người lao động tại công ty này là 5,4 triệu đồng mỗi tháng. Rõ ràng người dân đang đóng thuế nuôi những kẻ bất tài vô tướng, ngồi địa vị cao. Bây giờ, chính người dân đang nhận lại hậu quả gây ra bởi những kẻ lãnh đạo, tham nhũng thì nhanh, làm việc thì như mèo mửa. Đến khi nào thì mỗi chúng ta mới mạnh dạn đặt câu hỏi rằng tiền chúng ta đóng thuế cho nhà nước và Đảng Cộng sản, họ đã phục vụ chúng ta được những gì? Cộng sản Việt Nam thường hô hào rằng họ là chế độ vì dân, do dân. Nhưng thử hỏi họ đã lo gì cho dân? Bệnh viện quá tải 2-3 bệnh nhân một giường, nằm dưới gầm giường, nằm ngoài hành lang. Nhưng nhà nước Cộng sản đã cải tiến thế nào? Ngược lại, họ đua nhau xây khách sạn, khu nghỉ mát, chung cư cao cấp, cà phê tươi mát, nhà hàng bia ôm để thu lợi nhuận và góp phần làm băng hoại đạo đức xã hội. Còn bệnh nhân qua đời thì bó chiếu bỏ lên xe máy trở về nhà, vì xe cứu thương bệnh viện chỉ phục vụ người có tiền mà thôi. Bao nhiêu trẻ em chẳng được đến trường, phải nghỉ học vì gia cảnh quá nghèo khó. Bao nhiêu trường học dột nát không được sửa chữa. Vì không có cầu để đến trường cho an toàn, nhiều em phải đu dây vượt sông qua suối, hết sức nguy hiểm. Nhà nước Cộng sản Việt Nam thu thuế dân mà họ không ngó ngàng gì đến sinh mạng của những trẻ em ở những vùng khó khăn ở nhiều nơi. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để xây tượng đài Hồ Chí Minh, kẻ mà thế giới liệt vào hàng tội phạm giết người hàng loạt. Dù thực phẩm bẩn chứa độc tố, đa phần xuất xứ từ Trung Cộng, đã tràn lan khắp nước, Cộng sản Việt Nam chẳng làm gì để ngăn chặn, nhưng họ còn âm thầm tiếp tay với giới gian thương Trung Cộng, tiếp tục nhập hàng ồ ạt vào Việt Nam, rước hẳn thần chết Formosa vào để đầu độc người dân cách trực tiếp, gây ra thảm nạn môi trường, làm điêu đứng hàng triệu người dân miền Trung. Việc công ty thoát nước ở các đô thị lớn như ở Hà Nội, Sài Gòn không hoàn thành nhiệm vụ theo như tên gọi của họ, để nước ứ động lênh láng, gây ngập lụt nhà dân mỗi khi có mưa, âu cũng là dấu hiệu của sự bệ rạc, thối nát tận cùng của một chế độ độc tài, đảng trị, bè phái, tham nhũng, bóc lột nhân dân đến tận xương tủy, gấp trăm lần thực dân phong kiến xưa. Nhiều quan chức cơ hội đang mơ những số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng sẽ được chi ra cho những dự án thoát nước chống ngập mới trong tương lai, và họ đang ngồi cầu mưa, mặc cho dân tình khốn khổ trong dòng nước hôi thối, rác rưởi, ô nhiễm và mang mầm bệnh, vân vân. Người dân hôm nay đang gánh chịu hàng ngàn loại thuế, phí ngày càng tăng, nhưng ngân sách nhà nước luôn bị thâm thủng nặng nề. Tại sao người dân không tự hỏi tiền thuế của chúng tôi, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tiêu xài như thế nào? 10 phần thì người dân chỉ hưởng được 2-3 phần. Số còn lại đã chạy vào túi ai? Chưa hết, nợ nước ngoài mỗi đồng người đang phải gánh chịu hàng triệu đồng. 90 triệu dân mang công mắc nợ thay cho đảng và nhà nước. Dân đã đóng thuế rồi, lại còn phải gánh nợ. Vậy người dân có cần thiết phải tiếp tục đóng thuế cho một chế độ chỉ đàn áp, bóc lột dân chúng và cấu kết với giặc tàu phương Bắc để bán nước cầu Vinh nữa không? Thế nước đang lên, được hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Hơn lúc nào hết,
Đây là thời điểm mà toàn dân Việt Nam cần thực hiện phương pháp bất tuân dân sự, không hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với kẻ cầm quyền hiện nay. Bắc Kỳ bỗng hóa ruộng sâu, sẽ chẳng còn bao lâu. Lúc đó thây ma trong cái lăng Ba Đình thối rữa trong biển nước cũng sẽ là ngày báo hiệu suy tàn và cáo chung của Cộng sản Việt Nam. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Thì ca yêu nước. Bình Ngô Đại Cáo, tuyệt phẩm thi ca chống ngoại xâm, phần 2, cuộc khởi binh oai hùng. Sau khi tuyên cáo về chính nghĩa dân tộc và hiện thực đất nước tan thương với giặc ngoài thù trong, như lời réo gọi của non sông, người anh hùng áo vải đất Lam Sơn đã trịnh trọng tuyên chiến, khởi binh từ đất Lam Sơn, dõng dạc đáp lại tiếng gọi của sông núi. Ta đây, núi Lam Sơn dĩ nghĩa, chúng hoang dã nương mình. Động lực thúc đẩy Lê Lợi khởi binh từ Lam Sơn chính là mối thù không đội trời chung với giặc Tàu. Mối thù giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối thù truyền kiếp. Mặc dầu biết rằng giặc Tàu đang ở thế mạnh, nhưng tin tưởng vào ngọn cờ chính nghĩa, người anh hùng áo vải đã phải vung kiếm để trả thù dân tộc. Nắm thù lớn hà đội trời chung, căm giặc nước hề không chung sống, chỉ băn khoăn một nỗi, vừa khi cờ nghĩa giấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh. Băn khoăn về tình thế bất lợi, thời điểm chưa mấy thuận tiện vì kẻ thù đang mạnh, nhưng đáng buồn hơn là quân thù lại được tiếp tay bởi những đứa con hoang cam tâm làm việc gian bán nước cầu vinh, lót đường cho giặc. Quân cuồng minh thừa cơ gây họa, bọn gian tà bán nước cầu vinh. Hiện tượng bán nước cầu vinh, rước voi giày mã tổ thời Lê Lợi đang tái diễn hôm nay tại Việt Nam. Thật vậy, ngày xưa bọn Chiêu Thống rước giặc Minh vào nhà, nay bọn Thái Thú lại rước bọn Hán Tặc vào lãnh thổ, đúng như nhà thơ Bùi Minh Quốc đã mô tả. Thăm thẳm một đời bao thứ giặc, chưa giặc nào như giặc này. Quân ăn cướp, quân phản trắc đã từng vào nhà ta như một người bạn thân, một người đồng chí. Không biết những tên lãnh đạo Cộng sản hôm nay có chột dạ khi nghe bản cáo trạng của Lê Lợi này không? Chắc chắn là không, vì con tim bọn chúng đã hóa đá, con mắt của chúng đã bị thui chột và đầu óc chúng bị bít kín như miệng bình vôi, đúng như Hoàng Cầm và Phan Khôi đã chua chát ghi nhận qua nhân văn giai phẩm. Mặc dù trước tình thế quân thù đang mạnh, lại có bọn biệt gian tiếp tay bán nước, người anh hùng áo vải vẫn không nản lòng, nhất quyết trỗi dậy từ gian khổ với niềm tin mãnh liệt vào tài thao lược của mình và tư duy sáng suốt về lẽ hưng phấn của trời đất. Thế chẳng là đem cái trí hòa hợp với cái chí đó sao? Nếm mực nằm gai, há phải một hai sớm tối, quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tin. Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phấn đắn đo càng kỹ. Đắn đo kỹ càng, sự nhất định tuyên chiến, quyết ra tay đối đầu với nghịch tặc. Dù biết mình cô đơn, chân không thể buôn ba năm châu bốn biển, lại thiếu người đỡ đần cố vấn trong cảnh khó khăn nghiệt ngã. Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần, nơi duy ác hiếm người bàn bạc. Nhưng điểm đáng khích lệ nhất là dù phải chiến đấu trong cô đơn khi nhân tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sớm, người anh hùng họ Lê đã quyết tự tin vào khả năng của mình, tin vào tài trí của mình, can đảm nhận lãnh sứ mệnh cao cả trời đất giao phó, nguyện xả thân vì đại nghĩa, cứu dân đang chết đuối trong tay ngoại tặc. Tự ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối, phần vì giận quân thù ngang dọc, phần vì lo vận nước khó khăn. Trời thử lòng trao cho mệnh lớn, ta gắng trí khắc phục gian nan. Nhận sứ mệnh khởi binh diệt giặc là theo mệnh trời cứu nước cứu dân, với niềm tin rằng địch phải bị tiêu diệt,
mình sẽ tồn tại và đất nước sẽ trường tồn. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Lẽ nào trời đất dung tha, ai bảo thần nhân chịu được? Trời không tha, đất không dung, người không chịu được, nên Lê Lợi phải xuất quân dẹp giặc cứu nước, cứu dân. Đó là hành xử đúng theo mệnh trời, nên Lê Lợi đã được ơn trời phù hộ, và toàn dân toàn quân một lòng sát cánh với nhà vua trong sứ mệnh cao cả. Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới, tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Thế là cuộc khởi binh của người hùng Lam Sơn là đúng theo phong thủy, thiên thời, địa lợi nhân hòa. Có trời phù hộ, có đất thiên mẹ Việt Nam nâng đỡ gót chân, và toàn dân Việt dốc quyết một lòng siết chặt tay chiến đấu. Đó chính là lẽ tất thắng của người hùng áo vải Đức Lam Sơn, và cũng là lẽ tất thắng của toàn thể dân Việt trong cuộc chống ngoại xâm và nội thù xưa nay. Hẳn không ai có thể cầm lòng trước hình ảnh cần trúc thành ngọn cờ phấp phới và hòa nước sông chén rượu ngọt ngào trong cuộc khởi binh của Lê Lợi. Thật cảm động đến nghẹn lời khi nhìn thấy ngọn trúc thành ngọn cờ và nước sông hòa vào rượu ngọt. Đó hẳn là cờ chiến thắng phù động và rượu mừng đất nước sạch bóng quân thù. Với Bình Ngô Đại Cáo, đó là hiện thực, và Lê Lợi xứng đáng là anh hùng, là đấng minh quân đúng danh thơm Bình Định Vương. Hôm nay, nhìn vào hiện thực Việt Nam, ngọn cờ chiến thắng và rượu mừng đất nước sạch bóng thù vẫn còn là giấc mơ. Bởi lẽ bọn Hán Tặc đang thật sự xâm lăng đất nước, và bọn Thái Thú vẫn còn nghênh ngang cấu kết với ngoại bang bán đứng Giang Sơn. Ai sẽ thay Lê Lợi cứu vớt dân Nam đây? Rồi sẽ có ngày toàn dân quật khởi, có sức mạnh dân tộc vùng lên tiêu diệt ngoại tặc và nội thù, đúng như Hạ Sĩ Phu đã khẳng quyết. Trong cuộc vật lộn tay đôi giữa chủ nghĩa cộng sản ngoại lai với nhân dân Việt Nam, thì mặc dù khó khăn đến mấy, cuối cùng nhân dân nhất định thắng, tình tự dân tộc máu mủ ruột rà nhất định thắng.